Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đang là một chiếc iPhone XS Max. Như trong clip trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách các bạn cập nhật một chiếc iPhone lên hệ điều hành mới nhất là hệ điều hành iOS 16 beta của Apple rồi. Thì hiện tại hệ điều hành này cũng đã có rất nhiều những cái điểm nhấn và những cái tính năng đặc biệt. Và hôm nay mình sẽ thực hiện một clip này để giới thiệu đến các bạn một cái tính năng cực kỳ hay mà nó đã tích hợp sẵn trên iOS 16 rồi nhá. Cái tính năng này là một cái tính năng mà chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp và thường dành cho những cái bạn nào mà hay chỉnh sửa ảnh hay là hay sử dụng đến những cái ảnh để chụp sản phẩm ấy chẳng hạn như thế, hay là các bạn muốn tách cái ảnh khỏi nền đó, ví dụ như các bạn chụp mà ảnh chân dung của mình, chụp ảnh phong cảnh, chụp ảnh cá nhân, chụp một cái vật thể gì đó và muốn tách cái nền ra thì trước đây chúng ta cần phải dùng rất là nhiều phần mềm, nhưng hiện tại iOS 16 nó tích hợp sẵn lên trên hệ điều hành luôn rồi. Đấy, rất là tiện, chỉ bằng một thao tác rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần thực hiện như sau. Sau khi các bạn cập nhật lên iOS 16 rồi nhá, các bạn muốn cập nhật thì các bạn có thể vào trong playlist của mình để tham khảo cách cập nhật như thế nào. Đấy, ví dụ ở đây mình sẽ vào mục ảnh này. Đó, mình mở ra và ở đây thì mình sẽ ví dụ một cái ảnh của sản phẩm như thế này. Trước mắt nhá, là mình sẽ ví dụ một cái sản phẩm về ảnh sản phẩm. Đây là mình chụp ảnh sản phẩm. Đó, một cái hình ảnh như thế này. Thì để tách được cái ảnh này khỏi toàn bộ những cái nền ở đằng sau, những cái nền đằng sau xấu, các bạn muốn lấy nguyên ảnh thôi và các bạn chèn vào một cái nền trắng, nền phông trắng hay phông gì đó tùy các bạn chỉnh sửa. Thì các bạn sẽ thực hiện thao tác cho mình sau như mình. Các bạn chỉ cần bấm giữ ngón tay đấy vào trong cái ảnh như thế này, nó sẽ nổi lên. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ nổi lên. Đó, ngay lập tức nó sẽ chạy những cái đường viền như thế này. Đó, nó sẽ bo những cái đường viền. Các bạn thấy không? Nó chạy này. Đấy, là những cái cảnh mà nó có thể lấy được. Ở đây thì nó sẽ không có nhiều tùy chỉnh cũng như là không có nhiều cái cách để lựa chọn, nhưng mà mình nghĩ là trong những các bạn cập nhật tiếp theo iOS 16 ấy thì nó sẽ tích hợp thêm những cái tính năng tối ưu hơn và mạnh hơn để các bạn có thể tách được ảnh rất là dễ dàng. Đó, các bạn có thể thấy là cái đường viền nó chạy là những cái cảnh nó sẽ lấy ra nhá, những cái vật thể nó sẽ lấy ra. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai thao tác, một là thao tác sao chép. Các bạn sao chép copy paste như là các bạn sao chép văn bản đấy. Đó, xong các bạn sẽ vào đây, đầu tiên mình sẽ thực hiện sao chép này. Đấy, mình thoát ra, mình vào phần nốt nhá, hoặc là tin nhắn hay bất kỳ cái phần gì vân vân. Đấy, mình giữ ngón tay. Đấy, mình giữ ngón tay, mình ấn dán vào đây. Đó, các bạn thì nhìn thấy là ngay lập tức là nó sẽ chuyển ra cái cạnh như thế này. Ở đây là mình đang để nền đen nhá, mình sẽ chuyển sang cái để là cái để nền trắng đi. Đây mình sẽ để là nền trắng, nền sáng như thế này thì các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn rất là nhiều. Đây, đây chính là một cái ảnh của sản phẩm đã được tách ra, tách cái ảnh nền bên trong, tách hậu cảnh rồi. Đó, thì các bạn có thể chỉnh sửa tương tự như thế đối với cái ảnh tiếp theo là ảnh vật thể đi, ảnh người, ví dụ như đây là ảnh của mình nhá, ảnh đây là cái ảnh có người ở trong đấy, thì các bạn cũng sẽ làm tương tự, các bạn sẽ giữ ngón tay vào cái vật thể chủ như thế này, vật thể này nó sẽ nổi lên đó, và sau đó các bạn bỏ tay ra. Đấy, bỏ tay ra thì cái đường viền màu trắng này nó sẽ bao quanh. Đây mình sẽ cho nó rõ hơn, nhìn rõ hơn. Đó, các bạn thể nhìn thấy nó sẽ có một cái đường viền màu trắng chạy xung quanh như thế này. Đó, để cho các bạn biết rằng là đây là cái vật nó sẽ được tách ra khỏi cái nền này. Tương tự như thế, các bạn sẽ bấm sao chép để copy ra một cái nội dung mới, hoặc các bạn bấm chia sẻ. Đó, chia sẻ ở đây thì cũng rất là tiện nhá. Đấy, các bạn có thể gửi qua Zalo luôn. Đấy, rất nhiều Zalo, vân vân. Hay là các bạn sẽ gửi qua Facebook những cái nội dung tin nhắn trên Facebook như thế này. Hay những cái tùy chọn, rất nhiều tùy chọn như thế này thì các bạn có thể gửi qua Zalo cho một cái người dùng, hoặc là các bạn sẽ mình sẽ ghi luôn đây, lưu hình ảnh này luôn, bấm như thế này, lưu luôn hình ảnh. Rồi sau khi mình bấm lưu luôn hình ảnh rồi thì nó sẽ vào trực tiếp trong mục ảnh này luôn như một cái ảnh độc lập khác. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đấy rất tiện, nó đã trở thành một ảnh độc lập luôn, tách hậu cảnh, tách nền luôn. Đó, tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn thấy được là hiện tại nó đang tách không được hoàn hảo lắm và không được chi tiết lắm, nhưng mà chắc chắn các bạn cập nhật tiếp theo thì nó sẽ Apple sẽ làm tốt hơn. Đó, và đây cũng sẽ chính là một cái cách rất tiện chúng ta sử dụng cho các bạn nào mà cần phải chỉnh sửa ảnh nhiều hay là làm chuyên nghiệp hơn. Đó, thì trên đây là cái hướng dẫn nhanh của mình về các bạn cách các bạn có thể tách ảnh khỏi nền trực tiếp trên iPhone, đặc biệt là chỉ lưu ý là chỉ làm được với iOS 16 thôi nhé. Đó, thì các bạn sẽ thực hiện các thao tác như thế rất đơn giản thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm clip của mình. Các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm các mẹo khác nhé. Chào các bạn.